giữa đoạn đường về cô đơn, nước mắt đã tuôn. Gồng mình lần đã đợt lấy những sóng gió của cuộc đời, những ấm ức không thể nói bằng lời. Ngày hôm nay em rất mệt, rất buồn. Có những điều làm em muốn bỏ hết từ đây. Tự hỏi sau khi buông tay liệu có đớn đau như vậy, liệu có thể vui được hơn sau này. Cho em tựa vào vai anh có được không? Cho em tựa vào vai anh có được không? Để cho em được cảm thấy em không một mình lâu lắm. Đêm vơi đi những nỗi lo bận lòng. Cho em tựa vào vai anh có được không? Cho em tựa vào vai anh. Ngày hôm nay em sẽ mệt.